Chromebooks, chiếc laptop có tốc độ cao, bảo mật và dễ sử dụng của Google. Với thời lượng pin tốt, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc giờ học, Chromebooks được chuyên dùng cho việc dạy và học. Chrome Education Upgrade được thiết kế dành cho bạn. Hãy nghĩ về nó giống như một trung tâm điều khiển được tạo ra để quản lý Chromebooks. Tính năng này mở khóa bảng điều khiển trên đám mây mà các quản trị viên nhà trường sẽ là người quản lý. Cùng xem tính năng này có thể làm được gì. Với Chrome Education Upgrade, bạn có thể triển khai 100 hay thậm chí 100.000 thiết bị mà không cần phải chạm vào từng máy một. Nghĩa là tạm biệt những lần chậm trễ. Điều này còn đồng nghĩa với việc bạn sẽ tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Với cài đặt người dùng thông minh, giúp bạn tùy chỉnh theo từng trải nghiệm người dùng. Dù bạn là giáo viên, học sinh hay khách. Ngoài ra, bạn có thể mở được các ứng dụng và tiện ích mở rộng, hoặc thậm chí là chặn những thông báo gây mất tập trung nhằm đảm bảo Chromebooks chỉ được sử dụng cho bài tập ở trường. Cuối cùng, tính năng bảo mật nâng cao giúp thiết bị luôn an toàn ở bất cứ nơi đâu. Trên thực tế, chưa có cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại nào được báo cáo tại bất kỳ trường học, cá nhân hay thiết bị Chrome OS dành cho doanh nghiệp. Bất cứ khi nào bạn cần hỗ trợ, chúng tôi luôn sẵn sàng 24/7, thế nên hãy liên lạc dù là ngày hay đêm. Bạn thấy không? Thật đơn giản. Chromebooks được chuyên dùng cho việc dạy và học. Đó là những chiếc laptop có tốc độ cao, mang tính bảo mật và dễ sử dụng. Một khi đã kết nối với Chrome Education Upgrade, trường học có thể chuyên tâm làm tốt nhất công việc của mình. Đó là việc dạy và học, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc giờ học.